Nghĩa à? Mẹ ạ? Ừ. Mẹ chưa đi ngủ. Con đi đâu vậy? Con có hẹn với mấy thằng bạn làm vài ly mà. Mẹ lên đi ngủ đi, chắc con về trễ. Về trễ hay là không về nè? Mỗi lần mà con Hà nó đi công tác á, là con đi qua đêm, con không về nhà. Thì con có những mối quan hệ làm ăn, bạn bè. Mỗi lần mà con về trễ, sợ mẹ không ngủ được, nên con ở bên chỗ ông Nam, em cái Hà đấy ạ. Nghĩa nè, có chuyện gì giấu mẹ đúng không con? Không, con không giấu mẹ gì cả. Nhưng mà có vài chuyện, khi nào cảm thấy phù hợp, con sẽ nói cho mẹ nghe. Nghĩa, con đừng có nghĩ là mẹ... Mẹ, bây giờ không phải lúc. Thôi mẹ lên đi ngủ đi ạ. Thế mẹ nhá, mẹ ngủ ngon nhá. Nghĩ từ năm sau bé Gôn sẽ được đón sinh nhật đúng ngày, em vui lắm. Ừ, con đường của chúng ta đi sắp về đích rồi. Em cũng rất mong đến ngày đó để hạnh phúc của bọn mình có thể được danh chính ngôn thuận, chứ không phải là đi ăn cắp hay kẻ khác nữa. Bố ơi bố, bánh của bố này có quả dâu đẹp lắm. Nào, để bố xem. Không sao, nào để bố giúp. Con xin lỗi bố. Không sao, nhưng mà bố phải dạy cho con điều này mới được. Đó là không được hấp tấp. Bởi vì dục tốc bất đạt. Anh nói như thế làm sao mà con hiểu được? Bây giờ chưa hiểu thì mai sau con sẽ hiểu. Gì chứ riêng về sự kiên nhẫn trong mọi chuyện, chồng em luôn có thừa. Hàng nghỉ massage trên tầng 2, lát mẹ đến ngồi thử xem có thích không nhá. Thôi con mua cho bố mẹ con đi. Mẹ không cần đâu. Đi lại mua làm gì, tốn kém lắm. Chạy từ từ thôi con. An Nhiên. Chị. Bố đâu rồi? Cháu chào bác ạ. Mẹ ơi, đây là An Nhiên, bạn của con ạ. Em nóng vội đưa bé Gôn đi khám răng. Hẹn gặp chị nói chuyện sau nhé. Ok. Bye bye. Bye con. Cháu chào bác ạ. Wow. Ui, hay chưa? Sao anh ở đây? Anh thích được không? Anh gắn radar vào người em đấy, không biết à? Lâu lâu phải làm cái đuôi cho vợ con bất ngờ mẹ ạ. Em đang đưa mẹ đi mua ghế massage đấy. Vậy mình cùng đi đi. Mẹ chọn cái nào mắc hết cho con. Ê cô. Ông biết gì chưa? Biết gì? Ông Vũ cũng về rồi. Thì biết rồi. Cái thằng này biết xong kêu. Kêu làm gì? Mà có hỏi đâu, mà có liên quan gì đâu. Sao không liên quan? Ông Vũ là bạn thân của nhóm tụi mình. Mà ví dụ như ổng chả liên quan gì thì trên đời này cũng còn cái thứ gọi là buôn dưa lê. Cái thằng này chả biết gì mùi đời. Bà làm như bà biết lắm ấy. Rốt như con tốt mà thì ta thì toe. Này. Hình như anh Vũ gặp chị Hà rồi thì phải. Hả? Nhưng mà cái Hà nó đang đi công tác mà. Thì đây, rốt ở cái chỗ đó đây. Chị Hà và anh Vũ ở chỗ công tác. Tôi mới điện thoại cho anh Vũ xong, nghe nói là hai người gặp nhau ở trên đó. Cái gì? Ghê vậy. Ông Vũ không tính làm gì cái hả? Ông tính đập chậu cướp hoa hả? Thì bà tính làm gì thôi.
Trên vườn hồng á, có bầy mèo con dễ thương lắm. Sáng mai em rảnh á, thì ghé ra chơi. Em ngủ ngon. Chị Hà và anh Vũ ở trên chỗ công tác. Tôi mới điện thoại cho anh Vũ xong, nghe nói là hai người gặp nhau ở trên đó. Tôi không thích sự tình cờ này, vì không muốn những mối quan hệ cũ chẳng đâu vào đâu ảnh hưởng đến cuộc sống đang yên bình của tôi. Mong anh để ý cho. Con của cô ta mấy tuổi? Cô muốn biết thêm về đứa trẻ này. Bố đứa trẻ thì sao? Có bao giờ xuất hiện không? Có chuyện gì giấu mẹ đúng không con? Có vài chuyện. Khi nào cảm thấy phù hợp, con sẽ nói cho mẹ nghe. Khả năng tay Kiên này sẽ lên làm giám đốc của Hòa Tâm là rất cao. Con thấy... Thấy sao? Chuyện này vẫn quá rủi ro ạ. Nhưng nếu bố đã tính kỹ rồi thì bố cứ quyết định đi. Có điều con... Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao?